Hello, xin chào các bạn. Sau một hồi hì hục thì mình cũng đã cắt xong một cái khúc bể, bê tông bể, và cắt cái phần các cái cục gạch này, mình cắt như thế này để mà cho nước thoát qua các cái ngăn các bạn ơi. Đấy, mình khỏi cần phải đặt ống. Còn đấy thì ở đây mình có hai cái ống để mình, một ống để mình thu nước đáy và một ống để thu nước mặt. Đó, đây là bể của mình này. Đó. Đó, đây là mình dần một ngăn bên này để xây cái lọc. Thì mình có mua thêm một cái rút bê nữa các bạn. Cái rút bê này là chỉ có 7.000, 8.000 thôi. Rồi mình sẽ vặn cái rút bê này thành, đây mình chia rút bê này thành hai phần. Đây, bạn vặn ra. Đó, rút bê này mình chia làm hai phần đây. Một phần thì mình sẽ để gắn vào cái lỗ này để mình thu nước đáy đấy. Còn cái rút bê, còn cái phần còn lại thì mình có thể là mình sẽ đặt lên trên để mình chế thành cái thu nước mặt đó. Trong trên này nó có thêm một cái ống cao lên đây băng với mặt nước như thế này, thì mình sẽ để cái này ở trên để cho nó thu nước mặt. Như vậy là mình sẽ tận dụng được cả hai cái phần của con rút bê 7-8 ngàn này. Đó, rất là đơn giản. Đấy là mình ra ngoài tìm nước mình mua và mình thấy cái này hợp lý nên mình mua về. Còn những cái ống ở dưới này là mình dùng ống bát tư nha các bạn. Và cái có này có nối bát tư. Đấy, tí nữa mình sẽ cho xi măng vào đây để lắp ống này lại, chỉ đưa lên các cái đầu này thôi. Đấy, sau đó mình sẽ xây các cái ngăn lọc. Đó, và mua máy bơm về để tiến hành thử nghiệm. Rồi.